Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh của Đặng Tùng Channel. Hôm nay thì mình lại quay và chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thế thì 1-2 năm gần đây, cây chuối thu vào tháng 8, tháng 9 nó rất là rẻ. Nên nhà mình thì cũng nhiều ruộng nên mình không chăm sóc được, buồng nhỏ, bán giá nó không được cao nên mình đã quyết định phá chuối đi để chăm cây bưởi da xanh. Hôm nay là cho máy vào phá hết chuối đi, cũng như dọn cỏ lấp xuống các cái rãnh này để cho nó quang khỏe, để cho cây bưởi da xanh nó lên. Xin kết thúc video ở đây. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video rất nhiều.